Rồi ta bắt đầu các bạn ơi. Này các bạn. Thì cái bài đầu tiên nó chỉ giới thiệu ta là cách làm việc. Và thầy sẽ chỉ các bạn đầu tiên về work nha. Work như nào để các bạn hiểu biết một cách tổng quát về nó, sau chúng ta mới làm việc. Thì để làm được cái phần có work này á, thì đương nhiên là chúng ta phải gì đấy, phải cài vào. Ở nước ngoài thì nó phải mua theo từng cái user người dùng á, còn ở chúng ta thì thường là chúng ta có rắc rồi có gì đó, rồi cũng có cái cơ quan mua, như ở trường mình thì cũng có mua một số, nhưng mà phòng máy đặt chuẩn là mua đồng hoàng để mới dạy được ha. Thì các bạn cài quạt vào, ví dụ ở đây thầy có dùng cái quạt này, quạt này thì có rất nhiều cách chúng ta mở quạt lên. Chúng ta có thể ra cái gì đây, màn hình desktop, mình chọn những cái icon ở trên màn hình mình đó. Hay là chúng ta có thể gì đây, mở ở đây có từ quạt ở đây, ở trong cái star mình có từ quạt. Và thứ ba, trong lúc mình đi thi trắc nghiệm á, nó hay hỏi mình là Windows R, thì ở trong cái cửa sổ run này là những cái app, những cái nào là cái ứng dụng á, là chúng ta có thể gõ được trực tiếp ở đây. Ở đây thầy có thể Win quạt như vậy là nó chạy, được chưa? Enter là nó sẽ mở lên cho chúng ta. Đấy, thì nó mở lên như này. Thì bắt đầu mình mở lên á, thì nó sẽ nói rằng tôi làm nhiều ngành nghề và tôi có những cái mẫu cho anh sẵn. Cái hàng quạt nó sẽ nói như vậy. Thì chúng ta sẽ chọn những cái mẫu có sẵn ở đây này. Nếu mình thì tùy theo thì cái này thường là nước ngoài thôi. Còn mình thì không, mình làm mấy cái mẫu mà có sẵn ở đây này. Nhất là mo này. Thì đây là những cái mẫu có sẵn, tùy theo cái ngành nghề của nó mà nó chọn theo những cái mẫu nào đó. Đúng chưa? Đây nó có thể hiện đây và mình chọn những cái mẫu này, nếu nó trên máy mình chưa có thì nó sẽ down trên mạng về. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Đấy, những cái mẫu có sẵn thì nó gọi là những cái template của nó. Đây nó là sketch, đây nó để nó hướng dẫn mình những cái sketch và những cái đề nghị cho mình. Thế còn đối với chúng ta thì chưa biết cái mẫu nào cả, thì các bạn cứ chọn cho thầy là gì đấy? Kiểu blend document, có nghĩa từ blend document là gì đấy? Là dữ liệu, còn blend là trống, là dữ liệu trống. Thì các bạn đây cần một cái dữ liệu trống đây thì mình chọn đây ha. Đó, click vào đây nó sẽ tạo ra một cái dữ liệu trống. Thì có thể các bạn nhìn nó không giống như thầy đâu, tùy theo phiên bản mà cái này nó khác nhau, nhưng về cơ bản nó đều giống nhau hết. Ở đây các bạn sẽ xem thấy là có một cái đặc biệt, theo cái cửa sổ view nào vào phát là view này là mình xem cái ruler này. Đi thi nhiều khi nó không có cái ruler này là mình nhìn khó, rất là khó làm, mình phải chọn cái ruler cho thầy, được chưa? Và mặc định của nó là green, ở chế độ green layout. Thì trong ngân hàng câu hỏi nó có hỏi mình là lý thuyết đó, nó hỏi là green mặc định nó là gì, thì nhất là green layout là mình nhìn trong ở chế độ giống như làm như nào thì in ra nó giống như thế, nhá. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chọn, thường là các bạn sẽ chọn theo cái kiểu mà cái thước này mình nhìn như này là nó có độ đo của nó đo theo cái độ gì. Thì ở đây mình sẽ vào cái file, trong này có một cái option, cái mo ở thầy mo rồi các bạn, thì nó có từ option luôn, còn thầy chọn mo máy các bạn là option luôn, thầy chọn là option. Trong cái option này á thì chắc chắn là nói về cái kích thước ha, thì chúng ta sẽ chọn vào cái gì đây, nó sẽ có một cái gọi là advanced đây, thầy xem là nó nằm ở cái chỗ nào mà nó nói đến cái phần gọi là đơn vị đo đấy. Đây thì nó có gọi là measurement là đơn vị đo. Thì ở đây nó thường để hai chế độ là in và kiểu gì đấy, kiểu cm, thì thầy để in, như đi thi mình nó cũng để in thôi nha, là nhìn cho nó tương. Tại vì cái đời thường của chúng ta thì thường là để cm đúng không, nhưng mà trong máy này thì thường nó để in nha. Còn đời thường mình đo độ dài á, độ rộng thì mình là cm, ví dụ mình nói cái bàn này dài bao nhiêu cm chứ không phải xài bao nhiêu in, thường như vậy đúng không. Đấy, thứ nhất là cái chỗ này thì thầy đã in thì nó giống như này, thì trong phòng máy mình nó cũng đã in như này nha. Đấy, tiếp theo bây giờ mình nhìn vào cái đề, nó bảo mình là đề tại thư mục tạo một ổ đĩa gì như này, được như này. Đấy, thì các bạn tùy các bạn tạo như nào tạo, nhưng mà ý nghĩa của nó thôi. Ví dụ ở đây thầy có một cái thư mục ổ đĩa của thầy đây là thầy làm trong download đi ha, không làm ở trong cái một cái thư mục nào đó đi, ổ C đi ha. Các bạn sẽ làm ở T nhé, để làm ở C. Ví dụ là tạo một thư mục phím nóng và tạo thư mục, các bạn còn nhớ không? Ctrl Shift N đúng không bạn? Đây là Lê Thiện, Lê Thiện Tâm đi ha. Đó, Lê Thiện Tâm đi. Mình muốn làm ở trong Lê Thiện Tâm này. Mình ngồi công ty mình làm Lê Thiện Tâm này.
À, ví dụ đây mình cần Ctrl N tiếp một cái nữa, còn mình là mẫu văn bản được chưa? Rồi các cái hợp đồng, tức là các hợp đồng đúng không, hợp đồng công ty ha, công ty đấy. À, mình cũng làm tạo ra một cái thư mục như vậy ha. Thì các bạn nhớ là hôm trước thầy có nói cái này, trong cái này view á, thường thì các bạn sẽ chọn những cái mấy cái này ha, detail ha, để nhìn nó kỹ này. Thì ở đây á, mình sẽ thấy có cái thư mục như này đấy, được chưa? Thì nó bảo ông ta tạo thư mục như này rồi, thì các bạn phải tạo những giống đề như này thì cũng sao được. Rồi OK, khởi động cuộc, tạo một cái rỗng và lưu tập tin tại vị trí mặc định với tên là như này. Đó, cái công việc của các bạn là phải hiểu như nào đã, vị trí mặc định như nào là đã, được chưa? Đó, vị trí mặc định là cái gì đó. Đó, với tên như này thì thầy tạo như này rồi. Ví dụ thầy gõ văn bản cho bạn nhìn thấy nó rõ nhá, bằng văn bản. Ví dụ ơi, ở đây chúng ta có là bản giả thì gọi là run run mở ngoặc ra dữ liệu giả đó. Ví dụ là ba đoạn, mỗi đoạn là 4 câu, các bạn nhìn rõ là ba đoạn mỗi đoạn 4 câu, hoặc là bạn 7 câu thì không sao cả, 7 câu 2 câu nữa cả. Bao nhiêu tùy ngẫu nhiên ha, nhưng mà bạn hiểu thế nào đoạn, enter. Thì đây là một đoạn văn này, ở đây này thầy nhấn vào đây á, thì cái dấu từ đây đến đây thì nó gọi đây là một đoạn văn. Nếu thầy để đây mà thầy enter thì chỗ này là mấy đoạn văn đây các bạn, mấy đoạn văn, 2 đoạn đúng không? Các bạn chọn hết tất cả thì các bạn thường là các bạn sẽ nhấn như nào, cần chọn A là cần chọn on nha, delete ha. Rồi bằng run, ví dụ thầy gọi chọn cái dữ liệu của thầy là 30 đoạn, mỗi đoạn là 10 câu được không các em? Được ha, đóng ngoặc ha, enter ha, enter. Rồi bây giờ chọn hết là cần chọn gì cả lớp còn nhớ không, vừa thầy nói xong cần chọn gì, cần chọn A. Thế bây giờ thì các em thấy nó không đều như này, nó không đẹp đúng không? Bây giờ muốn nó đẹp thì các bạn sẽ chia đều nó, canh đều nó. Thì đây là canh trái này, đây là canh giữa này, đây là canh phải này. Và các bạn thấy có phím nóng là cần chôn gì đấy, cần chôn L này, cái này là cần chôn L này, các em thấy không? À, còn cái này là cần chôn gì đấy, cần chôn E. Cái cần chôn này là cần chôn gì, cần chôn R, cần chôn Right, Left Right á. Nhưng riêng cái này cần chôn gì, cần chôn gì là cần chôn gì đấy, em sang bên này này, nó không ngồi sẵn đâu. Cần chôn gì á là cần chôn gì các em, là canh đều hai bên nhá, để gọn rồi đây, là canh đều hai bên ha. Thế bây giờ thì thầy sẽ chọn là đây là cần chôn gì, canh đều hai bên. Rồi bây giờ ở đây đang ở trang số 7 các em ạ. À, trang số 7 bình thường ở trong bàn phím mình á, nó có lên một trang pay up pay down đó các bạn thấy không, pay up này nó lên một trang, các bạn thấy phím phím pay up chưa, thấy chưa các em? Ở bàn phím bên tay phải phía gần cuối cùng á, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà các bạn thấy nó có cái pay up để thầy nhìn rõ nào. À, các bạn là nằm ở đâu rồi? À, tạm ngưng cái phim của thầy, có thể quay phim mà đây. Em gần trên cùng bên tay phải, bình thường thì các bạn cứ nhấn pay up pay down nó lên như thầy như này. À, pay down là nó xuống, pay up nó lên. Nhưng nếu nó không lên mà nó có cái nút mà phân sần xanh xanh á, thường là nó xanh, được chưa? Nó có chữ FN, các em thấy không? Các bạn phím có cái FN không? Đó thì đi thi hoặc đi làm việc nếu mình nhấn cái nút đó mà nó không không ăn á là nó kết hợp với phím phân sần nha, được chưa? Để nó tạo nhiều chức năng thì các bạn nhấn phân sần pay up pay down tùy theo các loại bàn phím nha, bình thường là pay up pay down. Rồi thế bây giờ thầy muốn nó về đầu văn bản thì bình thường á là các bạn nhấn home, nhưng mà có những cái bàn phím nó phải kết hợp với gì đây, phân sần home. À, là home là đầu văn bản các bạn ạ, n là cuối văn bản nha, được chưa? À, cần chôn home là nó về đầu văn bản, cần chôn home và cần chôn gì đấy, cần chôn end nó về đầu văn bản nha các bạn nha. Còn những home thì nó phải, thì bình thường nó home nó về đầu 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 dòng và cuối dòng ha, home với end thường nó về đầu dòng và cuối dòng nha. Home và end là các em thấy à, em thấy không, em thấy cái con nháy của thầy đang nháy đây không, thầy nhấn là home này, thầy nhấn end cái nó chạy về đây là các em thấy không, thấy không các em? Đó, và ở đây á thì các bạn sẽ đưa, ví dụ bình thường các bạn quét quét chuột như này đúng không các bạn, đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ thầy muốn dùng phím á, đi làm mà muốn lương cao á, đúng không? Nhìn nó expert chuyên nghiệp á, thì bây giờ mình tô thì thường các bạn nhấn shift xong bắt đầu nhấn con chuột trong bên phải như này đúng không? Là nó chọn từng ký tự nha. Nhưng mà ở đây là nhiều từ. Thì bây giờ mình muốn đi từng từ á, thì các bạn nhấn control xong các bạn shift cái đi nó đi từng từ. À, shift sang bên phải, shift bên trái,
ship lên, ship xuống ha, kết hợp phím control ha các em, đúng chưa? Ship mũi tên lên, ship mũi tên xuống, còn nhấn control thì nó lại đi khác ha, đúng chưa? Control này nó đi khác kìa, đấy, ví dụ đây, control này, ship mũi tên xuống này, control ship mũi tên xuống là nó nguyên một khối, nguyên một cái đoạn văn, làm theo nó tô nhanh không? Không tô, những cái em nó tô phát nguyên đoạn đúng không? Control ship mũi tên lên là nó bỏ một nguyên đoạn đúng không? Đó, thì các bạn nó thường kết hợp với control ship, những cái này thì thầy nói các em nó không nhớ ngay đâu, mà các em phải luyện tập hàng ngày. Đấy, lâu lâu mình cứ luyện tập ha, nhắc lại nha. Cứ cái ship là mình bên tay phải, nhưng mình nhấn control, mình nhấn thêm cái control để mình nhớ dần nha. Các bạn nhớ một lúc không hết, cái control ship mũi tên phải nó đi từ từ, sang trái nó gì đấy, lùi từ từ. Rồi, control ship mũi tên xuống thì nó chọn nguyên khối, còn nếu mà bỏ control ra thì nó chỉ đi nguyên dòng thôi. Nhưng có cái này đặc biệt là lâu lâu cái này thì nó cũng hơi kỳ kỳ thôi, chứ thực ra mình cũng hiếm lắm. Nhưng mà ví dụ thầy bảo cái chỗ này này, cái bình thường là mình tô này nghiêng, là ai cũng làm tô này xong mình nghiêng mình cần cho đi này, đúng không? Là các bạn biết làm thì ai cũng biết làm, đối với các bạn kiến thức ở phổ thông các bạn làm. Nhưng mà thầy muốn một cái ô vuông này, các bạn như này, một cái ô vuông này thôi, một cái ô vuông này, bạn thấy một cái ô này này, thầy muốn chữ màu đỏ trong cái đám này là các bạn bó tay đấy. Kiến thức các bạn giờ là chắc là làm được, mà thầy làm được là chữ màu đỏ này, thấy không? Có khối đó là chữ nghiêng này, thấy không? Là chữ đậm này, đấy. Có bỏ mất cái khối ấy rồi, khối này này, chữ đậm này, đúng không? Đấy, thấy không các em? Đó là nguyên khối, thấy không các em? Thì cái cách mà quét có một khối vuông như vậy thì các bạn nhấn Alt+S nha, Alt+S khối vuông, nhớ? Phím Alt+S Alt các bạn thấy không? Bên này trái dưới cùng á, đó. Thì các bạn nhấn thường nhấn như vậy là bắt đầu mình sẽ làm được những cái chữ màu đỏ, đó là cái khối nó màu đỏ thôi, đúng không? Thấy không các em? Khối nó nghiêng rồi. Đó thì cái này mà các bạn đi tô từng tí từng dòng là chết liền, đúng chưa? Đó là kết hợp với khối. Còn bình thường là mình cứ từng đoạn văn thôi nha. Tóm lại là cứ chạy qua trái, qua phải rồi tô rồi lên rồi xuống, đúng không? Rồi mấy cái đó các bạn luyện từ từ là các bạn biết được. Ok. Thế thì quay lại bài chúng ta. Ở đây nhắc lại, ở đây những cái này thì các bạn thuộc dần dần nhá, thuộc dần dần này. Ví dụ đây này. Thầy muốn cái này nó tăng lên. Thì các bạn thấy cái này nó tăng lên này, trồi lên tí là các bạn thấy không? Thì cái này có phím nóng của nó này, này có phím nóng này, nó hiện là cần control shift với cộng, thấy không? Đấy là phím nóng, đi thi nó hay hỏi phím nóng. Cái này nó thụt xuống này, ví dụ như H2O thì mình gõ xong này, trong cuộc thường gõ xong với định dạng nha. Thì đây là cần control dấu gì đấy, dấu bằng này, đó nó thụt xuống dưới này, các em thấy không? Nhấn cái nữa lại bình thường, nhấn cái nữa thụt dưới, được chưa? Đó thì các bạn cố gắng học thuộc cái phím nóng ở đây, thì những cái ở đây nó có hết, có phím nóng hết. Thầy trong lúc dạy là thầy sẽ làm, thầy vừa nói là các bạn nhớ dần. Bây giờ thầy giới thiệu một cách tổng quan, đúng chưa? Thì trong cái khối này này, trong cái khối này nó thường nói cho cái phông, thường những cái gì nó liên quan đến phông. Cái khối này thì thường đến paragraph và đoạn văn, cái khối này thường cho style, bạn thấy không? Nó có từng khối vậy, được chưa? Nhưng mà cái này là cái thẻ home, cái menu home này, cái menu home của nguyên cái này nó gọi là cái ribbon này, nguyên cái này nó gọi là cái ribbon này. Cái này nếu mà mình muốn đóng cái này đi á, mà có lúc mà mình sẽ mở ra nó không giống vậy mà nó lại giống như này. Đấy, các bạn thấy nó mất chưa? Mất này chưa? Thì trong ngân hàng câu hỏi nó có câu hỏi này là cho nó ẩn hiện cái này. Thì các bạn nhấn Ctrl F1 nha, nhấn Ctrl F1. Mà thực tế thì ở đâu đây cũng có. Đó, phim nóng em thấy không? Nó hiện lên Ctrl phim 1. Nhưng mà mình không nhớ thôi. Chứ mình cứ làm nhiều lần á là tự nó nhớ thôi em. Các em cứ làm dần. Trong cái học này nó có cái là cứ luyện tập dần nó nhớ, chứ còn học là nó sẽ quên. Nha, cứ làm nhiều lần là nó nhớ, mình học nó sẽ quên đấy. Cho nên các bạn cứ làm thôi, tốt nhất là cứ làm thôi, là nó sẽ nhớ ngay. Ngay bây giờ thì nó có một số cái mà nhập bằng giọng nói này, thì các bạn xem mà nhập bằng giọng nói sao trên mạng thì đây thầy không chỉ vì nó chậm mạng mình ha. Thì có nhiều khi mình gõ cái văn bản nó lâu quá, mình cầm này mình đọc tiếng Việt luôn, chọn tiếng Việt cái vào đây đọc cái nó chạy ra tiếng Việt luôn, mình đỡ phải gõ. Nha, đấy nó khỏe hơn. Đương nhiên là trong lúc đọc thì nó có thể nhầm lẫn một tí xíu, chúng ta sửa lại. Ok, thì cái này nó có hỗ trợ đọc, vân vân. Rồi bây giờ quay về bài, thì cái nhu cầu của thầy đây này. Bây giờ thầy làm ở công ty của thầy, thì thầy muốn là những cái hợp đồng, những cái gì thầy gõ hợp đồng nó cứ chui ở đây. Thay vì nó cứ chui ở đâu không biết, nhưng mà luôn luôn là nhấn vào phát thầy lưu một cái, nó sẽ bảo là mày, bạn sẽ lưu là lưu ở trong này, lưu ở trong đây. Để ý thầy không? Bình thường là mình lưu cái nó chạy chỗ khác xong mình phải chọn đến chỗ này, nhưng bây giờ thầy lưu là nó chạy đến đây trước, xong nó hỏi đâu thì hỏi, đúng chưa? Thì trong bài chúng ta nó sẽ nói câu này là bạn sẽ tạo vào cái chữ mà mặc định như này đấy,
Các bạn hiểu cái từ mặc định chưa? Đấy, từ mặc định này này. Thì bây giờ thay vì cái này á, thì thầy sẽ làm cái gì đấy? Mặc định chui vào cái hợp đồng công ty nhé. Bạn hiểu ý thầy nói chưa? Đó, thì như thế thì chúng ta sẽ chỉnh ở Word này. Thì cái vào cái này là file này. Các bạn chọn mục là option more này. Để các bạn chọn mục là option là lựa chọn nhé. Từ option là lựa chọn. Các bạn chọn option thì chắc chắn nếu mà lưu thì trong này có rất là nhiều cái menu này, nó sẽ có rất nhiều mục để mình chọn. Thì chắc chắn mình chọn vào mục sale đúng không ạ? Thế đâu mình cứ chọn vào mấy cái này làm gì? Chọn vào sale. Thì ở đây á, nó có vài cái các bạn cần quan tâm. Thứ nhất là tôi muốn lưu cái từ nó gọi là default này. Các bạn thấy cái từ default này không? Default thì tiếng Việt là mặc định local file location, có nghĩa là lưu vào cái local. Local là cái máy của mình á. Được chưa? Còn đôi khi nó lưu ở trên mạng nữa các bạn nha. Lưu local là lưu vào máy của mình. Máy của mình là đây, để lưu vào thư mục này nè. Hiểu ý chưa? Nó gọi là local. Local thì tiếng Việt đơn giản thì nó là địa phương, nhưng mà đối với này là nó lưu ở trên máy mình. Thì ở đây cái từ mà default là mặc định lưu ở đâu thì nó đang lưu ở đây. Thì bây giờ thầy chỉ lại browser nha. Browser thầy sẽ chỉ lại đến cái thư mục của thầy. Ở đây là ổ C đúng không? Disk PC này. Đây, trong cái ổ C này. Ở đây trong ổ C. Ở thầy gần đây rồi này. Ổ C. Trong hồi đó thư mục gì nhỉ? Lê Thiện Tâm là đúng không? Lê Thiện Tâm vào trong cái hợp đồng công ty này. Đó, trong đây ok. Nghĩa là khi mà thầy nhấn lưu một cái thì mặc định nó nhảy vào đây. Các bạn hiểu không? Nhưng nhớ phải chọn cái tích này nha. Không chọn nó không được. Phải chọn tích này. Mặc định còn cái dưới này cả đó. Nhờ, nó sẽ lưu đây đó. Ý nghĩa cái câu mà lưu mặc định như này. Cái câu mặc định này đó là nó sẽ nhảy vào. Nha, thay vì nó nhảy đây thì thầy sẽ chỉ mặc định vào đó. Rồi cái chỗ này cũng cần lắm này. Cái chỗ mà Sell Auto Recovery 10. 10 này mặc định nó để 10. Cái này các bạn có nào bạn hiểu cái này nghĩa là gì không? Bạn đi chết tên gì đấy? Em tên gì? Huyền à? Bạn Huyền có hiểu chỗ này không Huyền? Thì cái này á, có nghĩa là như này các bạn. Bây giờ thầy đặt một cái giả thiết như này nhá. Mỗi một phút nha. Mỗi một phút thầy gõ được một dòng. Nha. Mỗi một phút thầy gõ được một dòng. Mỗi một phút thầy gõ được một dòng này. Đó. Như vậy 5 phút thầy gõ mấy dòng các bạn? 1 phút thầy gõ một dòng này. Câu hỏi là 5 phút thầy gõ mấy dòng? À, các em. 5 phút thầy gõ 5 dòng đúng cả lớp. Đúng không? À, đồng ý như thế. Thế 10 phút thì thầy gõ được mấy dòng? 10 phút thầy gõ được mấy dòng các bạn? 10 dòng, mỗi phút 1 dòng. Thế thì bây giờ thầy gõ 11 phút thì được mấy dòng? 11 dòng. Where do you go? Đi đâu em? Trời ơi. Rồi bây giờ vậy. Thì trong cái xe này ha. Trong cái này là 11 phút thầy gõ được 10 dòng. Thì cái câu mà auto recovery này, thế khi mà thầy gõ đến 11 phút được 11 dòng, cái tự nhiên giờ nó cúp điện hoặc nó treo máy, tóm lại là nó mất điện hoặc nó đột ngột cái gì đó, máy thầy chưa lưu. Bạn hiểu ý chưa? Đó, tắt máy hoặc treo máy, mất điện. Thế thì cái mà auto recovery này có nghĩa là lúc đó nó âm thầm sau 10 phút là 10 dòng, nó sẽ lưu được 10 dòng cho em và đâu đó tạm thời. Thì khi em nhập đến vòng thứ 11 thì nó sẽ bị tắt điện. Thì lúc lần sau em mở lên thì nó bảo tôi đã âm thầm tôi lưu được 10 dòng rồi. Bạn giờ có muốn phục hồi lại 10 dòng không? Thế mình nói có thì mình chỉ mất một dòng cuối cùng thôi. Bạn hiểu ý chưa? Đấy. Đó là như vậy, ý nghĩa cái 10 dòng này như thế, được chưa? Trong ngân hàng câu hỏi nó cũng hỏi như thế, có câu hỏi là cái recovery này cái nghĩa là gì? Thì cái auto recovery là tự động nó sell như vậy đấy. Nó sell 10 dòng trước, 10 phút trước. Sau đến cái phút thứ 11 của mình thì chỉ mất 1 phút thôi. Cái này hay dở các em? Hay chứ, tốt chứ đúng không em? Cho nên là mình cũng để như này, để mặc định như thế. Ok. Rồi ok ha. Rồi bây giờ thầy giả thiết đây thầy gõ công ty một cái văn bản như này, giờ thầy lưu. Thầy nhấn lưu là cái nhấn đây đúng không? Thì nó lại xảy ra hai cái loại là file. Nó có hai loại sell và sell A. Thì bây giờ thầy giải thích là bình thường thì nhấn sell A này là nó sẽ lưu vào. Nó bảo tên là gì, còn cái đường dẫn thì chúc nó sẽ chỉ mình thôi nha. Tên là gì, đường dẫn là gì. Nhưng mà nếu mà nhấn vào sell A, sell không này này là control S này, nó bảo lưu vào cái đường dẫn mà đã có rồi, cái tên đã có rồi. Đúng không? Nhưng rõ ràng mình đã lưu chưa? Mình chưa lưu đúng không các em? Thì lúc này hồi nãy thầy file thì cái này thầy đã ok chưa nhỉ? Option này nó chỉnh chưa? Cái sell này chỉnh chưa?
Còn sau lên út này thầy chưa chỉnh hả? Thầy ok. Thầy chưa ok, chỉnh lại. Mình chỉnh vào cái gì đấy? C này. À, Lê Thiện Tâm này. Công ty này. Ok. Phải ok đây nó mới được ha. Bên này thầy chưa ok ha. Rồi ok đây, nhớ được đây. Như các em nhớ cái công ty của Lê Thiện Tâm này nhá. Ok nha. Rồi. Thì nếu bây giờ em nhấn lưu á là lưu có tên rồi. Nhưng mà rõ ràng mình đã có tên chưa? Chưa, mình chưa lưu. Thì khi mình cố tình mình nhấn đây lần đầu tiên nó sẽ hiểu là cái sale A đây. Thấy chưa? Đó, rồi. Bây giờ cái sale này. Đấy, thế là các bạn thấy không? Nó chui thẳng vào đây là các em thấy không? Đó, thì cái câu mà nó bảo ta là mặc định á, lưu ở vị trí mặc định á. Các lớp hiểu bài chưa? Đó, thì mình làm ở công ty văn phòng thường là mình cứ lưu mặc định như thế. Ok. Đó, xong bây giờ thầy đặt cái tên. Đặt cái tên, ví dụ đây là hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng 1 đấy ha. Và các bạn tùy. Thế thì bình thường là các bạn phải gì đấy? Chấm đóc x, đóc x. Chấm đóc. Đóc x như này. Nhưng mà vô tình thầy không cần đóng x. Đóc x này thì nó bảo ồ tốt, không sao cả. Nhưng nếu thầy không có chấm đóc x thì mặc định cái kiểu style nó đây là đóc x, nó sẽ tự thêm mình đóc x. Bây giờ thầy không tin thì các bạn thầy làm đây hợp đồng ha. Hợp đồng 1 ha, thầy nhấn sell nha. Thầy nhấn sell nha. Đó, thì lúc này các em thấy đây. Đó, nó có hợp đồng đóc x sẵn là các em thấy không? Đó, ok. Rồi. Đó là ý thứ nhất xong. Ý thứ hai nó bảo lưu cái này rồi chống các bạn chống thì cái này thầy để rồi. Thứ ba nó bảo tạo một cái mẫu mà cái dạng resum mẫu tùy ý này. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta mà file này lúc mà các bạn new á thì nó bảo mình new cái gì, ví dụ tôi new cái mẫu mà cái mẫu có sẵn ở đây này, ví dụ tôi new một cái đây ha, tôi muốn cái mẫu nào, ví dụ công ty tôi làm cái mẫu này nhá, big word gì đó, tôi thấy nó là dáng dấp của công ty tôi, tuy nhiên là tôi sửa lại được ha, cái nghề nghiệp của tôi là big word letter này đây, tôi chọn đây. Đấy, xong bảo có tạo, bảo tạo rồi reset. Đó, thế là ra cái này, logo ở đây mình có thể sửa lại. Rồi company đây là cái mẫu thư, các em thấy đẹp không? Đó, sau này đi recipient write, nói chung này nó hướng dẫn mình ghi gì đây thôi. Nhớ, đó nó ra cái mẫu như vậy, khỏe không? Đó, vậy đó. Thì cái câu này ý nó vậy thôi, không có gì cả, mình lưu lại. Rồi, thầy mình lưu lại ha, thầy lưu lại, sell lại. Thầy ví dụ là thầy gọi là công ty là AAA gì đó cho đặc biệt tí cả đó. ABC gì đó ha, ABC các bạn tự lưu cái. À, nhưng mà bây giờ lưu cái lưu này nó cũng có vấn đề, ví dụ đây thầy gọi là thư cảm ơn ha, ví dụ đây thư này cảm này ơn này, thì các bạn nhìn thầy viết này, tên thư cảm ơn là ba từ, thì các bạn viết cho thầy ba từ không dấu, không khoảng trắng và liền mà dính vào nhau như này, giờ không cần chấm cái đuôi, nhấn sell nha. À, chứ đừng có dấu ở đây nha, mai mốt đi thi cũng vậy, sell. À, đó là cái chuẩn, ok. Rồi xong này, xong nó bảo tạo một cái mẫu như này, nhập ra cái từ ra này cũng được, ra này thì nó cũng được nhưng mà nó hơi dở tí ha. Đây là cần tuân n này thì nó dở cái là ra này, thì bạn có ra này thì nó cứ lấy cái dở cái là nó lấy cái đoạn cữ này ngẫu nhiên, mình cố tình ra nữa thì nó cũng ra y vậy, nó cũng ra y vậy. À, còn nếu mà bằng ra như này thì nó ra khác, bằng ra này. Run này thì cái mẫu mình muốn bao nhiêu thì tùy, ví dụ đây thì muốn 40, 50 đoạn, mỗi đoạn 20 câu, dữ liệu có thể khác nhau, đúng không? Còn cái run kia nó ra giống nhau hết, đó, nó chỉ khác nhau cho đó thôi. À, nó bảo ông ta tại cửa sổ này, xuất tài liệu này sang PDF, có nghĩa là mình run cái này này, đá này này, à, xong thầy sell nhá, thầy sell nó bảo sell cái gì đây, sell tên là gì ta? À, nó bảo là firework đúng không? Rồi, ok, sell là firework ha. Thầy sell ha, sell này cũng được ha các em, cần cho hết được ha. Rồi thì mặc nhiên đây nó bảo là file này quạt đây, thì gọi là quạt đây đi ha, quạt đây à, cố tình đây là file quạt đúng không, nó file quạt rồi nên sell ha. Đó, thì các bạn thấy cái file quạt đây, ok chưa? Rồi thế thì bây giờ đó thầy có một cái ý nghĩa của cái câu này này, cái câu nó bảo chúng ta làm cái này nhá. Thì làm cái gì? Nó bảo ông ta là tại cửa sổ này xuất cái tài liệu sang PDF. Nhưng mà cái mà nó bảo xuất sang PDF thì nó dễ rồi, nhưng mà mình hiểu ý nghĩa.
là ví dụ tôi đặt cái vấn đề như này, tôi là khách hàng, còn của em á, là em soạn cho thầy một cái hợp đồng đúng không, nhưng bây giờ máy của thầy không có Word nha, thầy coi trên điện thoại không có Word, nói chung là máy thầy không có Word, thì các em mới gửi cái hợp đồng cho thầy thì thầy không đọc được đúng không, máy thầy cài không đọc được, nhưng mà em bảo là tôi sẽ cho anh cách anh tôi sẽ gửi cho anh đọc được, là tôi chuyển cái file Word của tôi này thành cái file PDF, file kiểu PDF. Cái file này rất thông dụng, ở đâu cũng đọc được, tất cả các cái app nó đều có hỗ trợ đọc cái loại file PDF này, có hiểu bài không? Đó thì em mới xuất cái file này sang kiểu PDF như sau, em chọn file này đấy, thì em Cell A, Cell A là Cell A đấy nha. Ok ok em vào đi em ngồi đỡ cái máy nào đang chiếu hoặc gì đó ha, cái máy nào đang chiếu á. Rồi em Cell A như thế này, thì ví dụ đây em không Word đây mà em nói là PDF, Word đây mà em nói PDF đây ha, gọi là PDF, PDF đây ha, nội dung thế. Bây giờ em chuyển thế này, thay vì em Cell cái kiểu này thì lúc này em kiểu Cell cái kiểu gì đây, cái kiểu là PDF à, xong bắt đầu nhấn Cell, nhấn Cell bắt đầu là Cell PDF rồi, thế là sao file PDF đây. Thì em thấy ở đây này, cái file này em đưa cho khách hàng là khách hàng đọc được, hiểu ý thầy nói chưa? Nhưng mà khách hàng chỉ xem như này thôi, khách hàng có sửa được không? Không, khách hàng chỉ xem như này thôi để đọc. Ok, đó là cái ý tưởng mà PDF ha. Rồi quay lại bài chúng ta tiếp, nó lại bảo rằng lưu cái kiểu RTF. Các em hiểu cái RTF là cái gì đây đó? Đấy, ý nghĩa như này, bây giờ thầy lại có nhu cầu như này, đây là cái file Word của thầy đây, file Word thầy đây. Đây, bây giờ thầy gửi cho khách hàng nhưng mà file Word của thầy là rất bình thường, nhá, rất bình thường. Đấy, nhá. Thầy về văn bản, đầu văn bản là cần chôn gì cả lớp còn nhớ không à? Cần chôn gì? Cần chôn hôm, nhá. Là về đầu văn bản nha. Thầy gõ thêm đây, thầy tháng đây, thầy tháng, để tin đây, để tin đây. Đó, thầy các bạn thấy này. Bây giờ thầy có một cái hợp đồng cũng đơn giản thôi, nghĩa là không phức tạp đúng không? Thế bây giờ khách hàng á, nó muốn là hồi đấy là nó muốn xem thôi, hồi đấy nó xem thôi đúng không ạ? Nhưng khách hàng nó bảo là bây giờ tôi xem, nhưng mà tôi với anh cùng sửa, có gì anh bảo tôi sửa theo ý của tôi, mà máy tôi không cài Word, máy tôi không Word, cái này đơn giản thôi, máy tôi không cài Word, như vậy tôi có mở cái file Word của anh lên được không? Không mở được. Thì lúc này á, nhưng mà khi máy tôi cài hệ điều hành vào á, thì nó khuyến mãi cho thầy cái kiểu mà quạt bạc này, cái kiểu quạt bạc, kiểu quạt bạc này rồi, cái quạt bạc này, mà cái quạt bạc này là thầy mở được cái gì các bạn, cái file RTF, nó khuyến mãi rồi, nó bơm hết cái này rồi, thì thầy mới bảo là bây giờ thay vì anh lưu là quạt thì bây giờ anh lưu là cái kiểu là RTF format, cái kiểu RTF format này, thì tôi sẽ gì đây, tôi sẽ đọc và tôi sửa được, đúng không? Đấy, thì bây giờ em xem như này. File, cái này Cell A, Cell A. Thì bây giờ hoặc đây, nhưng mà hoặc hoặc đây mà dạng RTF à, dạng mà RTF à. Thì lúc này thầy chọn đây, cái dạng này dạng RTF. Còn nhìn thấy RTF chưa? Đâu ta? Đây, Rich Test Format. Ồ, máy nó hết pin rồi. Thì chờ thầy. Thầy cắm pin cái micro ra. Thì em thấy em lưu cái kiểu của nó là RTF ha. Em chọn nó cái kiểu RTF. Đây. Đó, tôi lưu dạng RTF, tôi xem ha. Đó, xem. Đó. Thì cái dạng này là cái dạng RTF. Đâu rồi? Đây. Thì cái này không nhất thiết ở Word. Tôi mở ở Word bạc bình thường. Thậm chí tôi mở ở gì đấy? Ở Notepad cũng được. Tôi mở ở đâu cũng được, mở nó nhiều cả, Open Quick này, click phải Open Quick thì tôi không chọn cái đó mà tôi chọn mấy cái nốt bẹt này tôi mở được này, Open này, đấy, nốt bẹt này, xin lỗi các bạn, để lộ rồi, quạt bẹt không phải nốt bẹt, tôi mở ở dạng gì đấy, quạt bẹt Open Quick, chốt app, app của tôi đâu rồi, quạt bẹt đây, thấy chưa, đấy, quạt bẹt, ok. Đó, rõ ràng là tôi mở được.
À, nó đang mở, nó bảo tôi nó đang mở. Nó đang mở, nó không cho mở. Click phải đây. Tôi open rồi. Click phải này. Open quick ha. Chốt app ha. Chọn app. Đây. Các bạn chọn quạt bạc ha. Ok. Đó lên bình thường ha các. Đấy, tôi sửa được không này, sửa lại. Sửa rồi. Sửa ok. Đúng không ạ? Đó, đó là máy tôi không có sờ, không cài quạt đúng không ạ? Đó, thì ý đồ nó như vậy. Và thực ra không phải ở đây đâu mà cầm điện thoại các bạn cũng sửa được nhé. Đấy, thì không nhất thiết phải cài quạt. Ok. Thì cái ý nghĩa của cái thằng mà nó bảo mình nhá là đưa sang cái kiểu RTF. Ok. Trong phần mở lại cái tập tin này. Rồi ok. Rồi bây giờ tôi đang ở trong Word. Đây tôi đang trong Word đây đúng không? Đúng chưa? Tôi bảo tôi mở thì các bạn thường các bạn nhấn file. Thì có hai cách. Cách thứ nhất các em nhanh nhất là gì? Nhanh nhất là các bạn cứ cầm cái thằng này này. Muốn mở này đúng không? Cầm này để đóng bớt đi đó. Có cái hợp đồng đây à. Và em muốn mở cái hợp đồng này này. Bình thường em có thể double click ở đây đúng không? Em double click này là nó cũng mở này. Đấy là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là em mới cầm cái này này. Cầm cái này này. Em kéo nó vào cái tiêu đề của cái ứng dụng này. Ứng dụng nào cũng thế nhá. Kéo vào tiêu đề này để thành tiêu đề. Chọn đây cái là nó cũng mở lên. Đúng không? Đó. Và cách thứ ba. Cách thứ ba. Cái này thì đóng đi. Đóng thường thì các bạn sẽ nhấn Alt F4 nhá. Thay vì đóng đây đúng không? Thì các bạn nhấn gì đây? Alt F4 ha. Alt F4 là mình đóng. Rồi. Thì bây giờ thầy mở bình thường là thầy file. Đấy. Cái truyền thống là file thầy chọn gì đấy? Open. Open ha. Phải open. Rồi. Thì thầy chọn nó đến, thầy mới chọn đến nó là disk PC này. Trong cái gì đây? Disk PC này. Browser này. Chọn browser đây. Rồi bây giờ mình chọn. Mình chọn chọn C này, chọn đến cái gì đây? Đến cái này ha, đến đây ha. Thì thực tế nó không giống như này. Tại vì ở đây thầy chọn là sao á, chứ còn lúc đầu là nó chọn cái dạng này. À, nó chọn là cái dạng khác. Nó chọn là cái dạng như này, bình thường nó chọn như này. Thế là toi rồi. Rõ ràng trong cái thư mục của mình là có, trong thư mục của mình là có cái file Word của mình, file PDF của mình đúng không? Đóng bớt cái PDF PDF này đi ha. Đó, mình có file PDF của mình đúng không em? Đúng không? Nhưng mà rõ ràng là em khi em mở Word này nó có nhìn thấy không? Nó bảo tôi không nhìn thấy file PDF đâu cả. Tại vì anh đang lọc cái kiểu là docx là cái kiểu Word. Hiểu không các em? Thì bây giờ em phải lọc, thứ nhất là em phải lọc cái kiểu sao chấm sao hoặc là lọc cái kiểu này tùy theo kiểu lọc, tại vì khi mình làm việc ở công ty của mình là nó có dạng đây, nó có 1 triệu cái file ở đây. Nếu mà em chọn sao nó hiện lên 1 triệu file thì mình tìm chết. Nhưng mà nó chỉ có 1-2 cái file kiểu gì đây, dạng PDF như này đúng không? Thì các bạn sẽ chọn cái kiểu đây là kiểu gì đây, kiểu PDF thôi. Các bạn chọn kiểu PDF thôi nha. Đấy, chọn PDF như này thì nó hiện lên PDF. Chứ còn nếu mà mình chọn sao chấm sao là coi như là nó lên 1 triệu file phê, còn nếu ít thì mình cứ chọn sao để mình nhìn. Đúng chưa? Chọn muốn mở cái này thì nhấn đây thì open là bình thường. Đó. Thì có nghĩa là trong Word thì nó vẫn mở được cái file PDF. Nó đang mở kìa. Hơi chậm một tí. Tại cái file lúc đó thầy để mấy chục trang là để nhiều quá. Thế ba mấy trang. Đó, file này file PDF ấy thì nó có cái nhược điểm như này. Thì trong cái đây là cái file PDF ha. Thì em gõ tiếp, gõ vào. Gõ tiếp. Nhưng mà nghĩa là trong file PDF này, file của mình là PDF. Mở ra vẫn gõ được. Chứ không phải không gõ được nha. Nhưng mà khi em cố tình em sell á, em nhấn sell này. Em muốn gõ sell này. Sell này. Rồi tôi không có sell được đâu. Vì tôi là PDF, cho nên anh muốn sell thì tôi phải chuyển, tôi hướng dẫn anh là sang cái kiểu khác. Mình thấy không? Thấy chưa? Vì tôi đang PDF tôi không cho anh sell. Sao có hai bạn kia là tối hôm qua đi đâu mà lăn ngủ kìa. Tôi gõ dậy ra. À dậy ra. Nữa. Còn bạn nữa kìa. Đó chưa đâu. Đấy. Cái này chết rồi. Mà mẹ gãy lưng. Lo học chứ. Thầy giảng bài này. Làm thế. Ok. Còn bạn nào mà thầy giảng bài mà lại gục đầu xuống bàn không? Chịu khóa học em. À. Tiếp tục ha. Thì ý thầy nói là khi mà PDF mình gõ xong nó lưu, phải lưu cái tên khác ha. Rồi thầy không lưu ha. Đó thì nó nói mình là mở PDF, đúng không? Rồi một cái nào đó nó lại bảo chúng ta mở cái
cái gì đây, tại cửa sổ hoặc tạo thông tin là report này, tem led này, cái tem led như này, cái ý nghĩa của cái này, mấy cái này thầy làm cho các bạn xem ha, cái này, cái tem led, nhưng mà các bạn bình thường hồi nãy thầy nói là cái firewall của mình là đắp gì, đắp x, nhưng mà các bạn thấy thằng này nó có hơi kỳ kỳ không, dot x đúng không, dot x, thì bây giờ thầy lấy một cái ví dụ như này cho nó đơn giản, để các bạn dễ hiểu ngay, thầy lấy một cái ví dụ như này, để các bạn hiểu nhá. Đây. Trong cái thư mục mà thiện tâm của thầy đây, thiện tâm đây, thầy đã thiện tâm đây, không để trong ha, nó sợ mình nhầm lẫn. Rồi mở thầy đây, nói thì các bạn mới hiểu ý á. Bây giờ tôi muốn như này, tôi mở ra một cái là tôi có cái, có cái mẫu như này, cái mẫu mở như này đây. Đấy. Thay vì em mở firewall á thì nó như này đúng không? Nhưng mà tôi là ở văn phòng, và khi mà tôi làm á, tôi muốn là tôi mở ra nó không phải dày, tôi mở cái firewall mới nó có mẫu sẵn như này để tôi gõ. Bạn hiểu chưa? Đấy. Tại công ty có những cái mà mình có rất nhiều cái mẫu mà sẵn để nó luôn luôn như này, mình ở trường học mà luôn luôn nó cứ như này. Đó, nó mẫu đẹp như này xong tôi sửa, chứ là tôi mở ra tôi làm cái này nó vất vả tôi. Đó, ý nghĩa như thế. Thì cái template này ý nghĩa là nó tạo ra một cái mẫu mà khi mình làm nó đỡ tốn thời gian. Nếu mình làm cái mẫu sẵn như này, khi mình mở một cái mới nó có sẵn như này. Đó, rồi bây giờ cách làm nhá. Thì em sẽ làm cái tạo cái mẫu sẵn như này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Thì bây giờ nó sao này, các bạn file này, các bạn save cho thầy. Thì bây giờ các bạn không chọn cái kiểu dot x nữa, bây giờ mình chọn cái kiểu dot x, thấy dot x chưa, nó là template dot x nha. Rồi đường dẫn mình không thay đổi cái nó, bây giờ mình ghi đây, mẫu phiếu, ví dụ đây có bạn Tâm đi, Tâm thiện Tâm đi ha, thiện Tâm ha, là một cái mẫu đó, được chưa? Kiểu là dot x, ok. Rồi các bạn xem, xong, rồi đóng hết quạt đây, để đóng hết quạt đây, click phải đây đóng hết, đóng tất tần tật luôn. Đồng xem ha. Rồi, bây giờ thầy mở quạt ra, quạt đây, mở ra. Thì bây giờ bình thường em new này nó vẫn cho bình thường, nó vẫn cho bình thường thế các em. Đây là file. Bây giờ em new cái mới, new cái mới. Thì bây giờ tôi muốn cái mẫu mà nó có sẵn của tôi rồi á, thì các bạn chọn cho thầy personal. Personal. Nhá. Thì các bạn xem cái hồi nãy có của mình là gì nhỉ? Mẫu thiện tâm phải nhỉ? Còn mình cái tên của mình đâu rồi? Các em nhìn cái mẫu á. Thấy không? Đây. Mẫu phiếu thiện tâm này đúng không các em? Đó, thầy chọn này nhá. Bây giờ mình nhớ là chọn này. À, thế là nó có sẵn để tôi gõ vào. Thế là gõ vào khỏe. Gõ tiếp. Quá khỏe. Quá khỏe. Đúng không các? Mình đỡ phải làm cái mẫu này, đúng không các? Làm cái này xong bắt đầu mình sell bình thường, file tôi sell bình thường. Tôi sell bình thường đây. Sell bình thường là có cái tên là Doc X, được chưa? À, mẫu quá ngon, quá ngon luôn, đúng chưa? Nào các em, được chưa? Đây, bây giờ tôi gọi là gì đây, mẫu mời họp, quá tiện đúng không, quá tiện đúng không, đúng không em? À cả lớp, à thế là sao rồi, đúng chưa? Rồi, đấy, các bạn thấy rồi. Thì đây, cái phiếu của tôi đây. Đấy, đâu rồi? Đây rồi. Đấy, mở lại này. Thấy bình thường chưa? Đó thì, cái này thì cũng rất là cần khi một cái người mà văn phòng hay làm những cái mẫu như thế các bạn nhé. Rồi, thì đây là cái khúc đầu. Nhá. Đấy, tiếp tục sang đến cái đám này.
Thì cái khúc này thầy giới thiệu cho bạn thôi, chứ còn nó không nhất thiết các bạn phải làm nha, mà trong lúc làm thì mình hiểu hiểu ý nghĩa như vậy được chưa. Để có gì thầy đã có quay phim thì các bạn có thể xem lại phim. Thì đó là sang cái bài 2, nó bảo tạo mấy cái này trong làm ha. Cái bài 2 này thì nó bảo tạo một cái thư mục xong rồi, tạo một tập tin này trống rồi ha. Xong bắt đầu các thao tác từ 3, từ câu 3 trở dưới là câu này này. Đúng chưa? Mở bài tập quạt 2 ra. Đấy, thì khi mà các bạn làm cái này á, thầy gửi cho bạn rồi á, thì nó ở đây. Và sáng thầy mở nó nằm đây đúng không? Đấy, chủ nhật này đây. Đây, mở bài 2 ra. Thế rồi mở bài 2 này ra. Thầy giải nén mới đi. Sợ cái này thầy có sửa rồi thì nó thầy xóa đi ha. Ở đây xóa đi luôn là không trở lại là nhấn gì các em? Đi luôn là gì đấy? Shift gì? Shift delete là ra đi vĩnh viễn nha, không có trở lại được, không vào thùng rác được. Cái gì đây nó đang vướng à, thầy đang mở cái gì đó, đang mở đây à. Nó không cho xóa, mình đang mở nó không cho xóa các bạn. Nha. Thầy đang mở mấy cái nó không cho xóa, mở cái file làm đó rồi xóa đi, delete. Đó, ra đi không trở lại đúng không? Giải nén này lại, click phải giải nén ra. Exit here ha. Rồi, mở lại. Trong cái bài tập số 2 này. Thì trước khi vào tập số 2 này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái đã. Cần thuần là ví dụ giả thầy bằng run. Bằng run. Run với là 10 đoạn. Mỗi đoạn là 8 câu. Mỗi đoạn 8 câu. Đúng không ạ ha? Enter. Rồi bây giờ toàn hết là cần chuẩn gì cả lớp. Cần chuẩn A. Rồi. Canh đều hai bên cần chuẩn gì? Cần chuẩn gì đây? Cần chuẩn gì nhớ nha, nhớ từ từ cần chuẩn gì nha. Rồi về đầu văn bản là cần chuẩn gì? Cần chuẩn hôm đúng rồi. Đó, mình cứ trả lời cho thầy làm nó luyện nó quen được chưa? Rồi, bây giờ nó có cái vụ là rồi. Cái yêu cầu của bài toán á. Ở đây mới thấy được yêu cầu. Nó bảo là chúng ta mở này lên đó là tìm đây chỗ này, mở tập tin này ra xong tìm với cái từ toi quan sát kết quả gì đấy, thì dựa cái câu này để các bạn làm thì thầy sẽ làm mẫu một cái này. Bây giờ tôi bảo là tìm cái từ khóa là du, thì ở đây các bạn có cái từ tìm đây và phím nóng là cần chuẩn gì, cần chuẩn F. Bây giờ thầy gõ đây du, du. Thế là bảo đây, du đây, du đây. Nhưng mà trong du thì có gì đây? Có giò, có giò. Đúng không? Thế là bảo không, tôi chỉ muốn du thôi. Được chưa? Thì lúc này các bạn phải lên file, các bạn chọn là Advanced cho thầy. Advanced là nâng cao nhá. Cái này đóng đi. Thì lúc này các bạn vào More. More. À, More này. Thì ở đây nó bảo tôi chỉ tìm đúng từ du thôi. Thì em nhấn vào đây, đúng cái từ du đây, file gì đây, hot work only, đúng từ du rồi, từ do không chơi, được chưa? Bây giờ thầy tìm này, thầy để con nháy đây ha, thầy tìm, này, nhấn file net này, net này, net này, net là nó chạy cái từ đó đó, nó chạy cái từ du của bạn em đó, đúng chưa? Không có từ do, phải net này, thấy không? Nhưng mà các bạn có biết ở đây á, bây giờ giả thiết rằng con chuột của thầy nó không chạy, làm sao nhấn được từ net? Thì các bạn thấy cứ có cái ký tự mà gạch chân này này, ký tự gạch chân này này, các bạn thấy không? Thì các bạn nhấn Alt+F với ký tự gạch chân là tương đương kích chuột của nó. Đây ví dụ thầy nhấn Alt+F, Alt+F, Alt+F này, các bạn thấy không? Alt+F này là tương đương nha các bạn. Ok chưa? Đó là cái Windows, cái nào cũng thế. Rồi, bây giờ thầy lại có một nhu cầu khác, rõ ràng là du này. Nhưng mà bây giờ không, tôi muốn tìm cái từ du này này. Tôi lại lên trên đầu ha. Cần chuẩn hôm tôi về trên đầu. Đấy. Tôi muốn cái từ từ du này đây. Từ du mà du hoa. Du hoa, du. Cái ký tự đầu tiên là hoa nha các bạn nhá. Đấy, bây giờ nếu thầy nhấn nét này thì rõ ràng cái từ du thường nó hiểu luôn. Nhưng mà bây giờ du hoa thôi thì tôi nhấn này. Cái này có nghĩa là chọn chỉ những cái từ du và cái mask cây này là có phân biệt chữ hoa chữ thường là cái mask cây. Rồi bây giờ thầy nhấn nét file nét này. Đó thì nó chạy đến đúng cái từ du mà chữ hoa. Ok. Ok, như vậy các bạn đã hiểu cái hai cái này ha, mình chủ yếu cái hai này.
Rồi một ngày nào đó tôi bảo là tôi muốn tìm cái từ you này, nhưng mà tôi thay thế thành từ bạn, thay thế nha. Thì ở đây nó có một cái gọi là replay, và chúng ta có phím nóng là Ctrl gì? Ctrl H, tôi nhấn Ctrl H này thì nó ra đây, nó là replay. Nó giống y chang cái tìm nâng cao nãy, nhưng hồi nãy nâng cao nó ra chỗ file này. Nhưng nếu tôi Ctrl H thì nó ra chỗ replay này. Đúng không em? Đó. Thì bây giờ tôi mới nhấn là Ctrl H này, tôi nhấn Ctrl H này. Đó ra replay. Thì tôi bảo you này thay thành replay with thành cái gì? Từ bạn. Đấy, đây từ bạn này, hoa này. Từ bạn này, nhưng mà tôi lại muốn cái từ bạn này nó có vấn đề một tí, được chưa? Thì các bạn lại nhìn ở đây vấn đề, dựa vào cái kiến thức này, chỗ này là cái gì đây? Chỗ này là cái phông. Thì ở trong này á, tôi lại format, tôi định dạng, à, tôi muốn là chữ bạn này nó đỏ lên. Thì rõ ràng cái phông, cái màu đỏ nó nằm ở trong cái đám phông này. Đậm lên thì nó lại nằm ở trong cái đám phông này. Thì tôi phải chọn vào cái phông này. Đấy, kiến thức tôi chọn là phông này. Và tôi chọn một chữ đậm lên, đúng không? Tôi chọn màu, màu đâu à? Đây, phông, color đây, tôi chọn màu đỏ. Và thậm chí tôi chọn cái chữ cho nó trả bá lên, cho nó nhìn, cho nó khác với ta một tí ha. 20 đi ha. Nghĩa là tôi, ok, tôi sẽ tìm cái từ du này thay thành từ bạn mà có phông 20 đậm và màu gì, màu đỏ. Theo kiếm kia. Rồi bây giờ tôi replay này, tôi nhấn replay này thì nó sẽ replay được cái đó. Tôi nhấn replay này, tôi replay này. Đấy, nó ra cái màu đỏ trên đó. Đâu rồi, nó che cái này đó. Đó, thấy không kia? Nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn là tôi chỉ chắc chắn rồi, thì tôi nhấn replay gì đấy, replay on. Cái bình thường có những cái tôi bỏ qua thì cái nào tôi không thích thì tôi bỏ qua. Còn nếu tôi muốn tất cả thì tôi nhấn gì đây? Replay on, tôi nhấn replay on cái. Thế là nó bảo tôi đã replay cho bạn được 9 chỗ. Đúng không các bạn? Ok. Đó, ok. Thế là các bạn nhìn đây, tôi đóng cái này đi. Thấy chưa? Tất cả là có rất nhiều chỗ, 9 chỗ mới chưa nữa ha. Replay, đó, thay thế. Được chưa các bạn? Rồi. À, bây giờ tôi lại tìm một cái từ khác. À, tôi tìm từ khác thì tôi replay tiếp. Thì nhớ là cái lúc này nếu mà tôi muốn là trở lại bình thường, nó không có mấy cái này, thì tôi nhấn là no format thì nó trở lại bình thường. Bây giờ tôi tìm cái từ, ví dụ từ là từ do, từ do, do. Mà từ do này thường thôi, không có mát cây, đúng cái từ do thôi ha. Bây giờ tôi thay từ gì đây? Của bạn, của bạn. Đó, được không? Đó, nhưng mà tôi không có định dạng gì cả, tôi nhấn replay on. Đó, nó cũng được tới 30 chỗ, ok. Ok. Ha. Đó thì có những chỗ nó thay của bạn. Không biết từ đâu, bây giờ tôi thử xem nè. Tôi tìm cái Ctrl F này, có từ của này. Của này nó ra liền này. Đó, của bạn kèm theo. Hiểu bài chưa? Như vậy các bạn đã đủ năng lực để làm cái chỗ đám này. Đâu rồi, nó thì đóng mất chỗ này rồi. Bạn đủ năng lực là tìm cái từ file này, từ toy gì đó, được chưa? Được chưa? Rồi mấy cái từ này phân biệt chữ hoa chữ thường này, được chưa? Là duyệt tới duyệt lui xem này, đặt vị trí này. Thế còn cái câu này nữa, cái câu số 5 này nữa. Rồi. Thì lúc này lại có vấn đề. Có văn bản này. Này. Thầy về cuối văn bản là cần chôn gì? Cần chôn en. Thầy gõ thêm vào đây bằng run. Ví dụ 20 đoạn, mỗi đoạn là 30 câu. Enter. Rồi, bây giờ thầy di chuyển pay down, pay up ha. Pay up đây, nó lên từng trang, nó vất vả quá. Bây giờ thầy muốn về cái đầu văn bản là Ctrl J, Ctrl Home. Nhưng mà chúng ta đang biết là chúng ta có 15 trang. Bây giờ thầy muốn về trang số 5. Thì các bạn có một cái phím nóng gọi là Ctrl G. Ctrl G là Ctrl Home các bạn. À, Ctrl Go. Ctrl G là Ctrl Go. Go là go đến đâu thì bảo go đến pay. Tôi go đến pay thì em gõ chữ pay này, gõ pay số 5. Đó là go pay này, go gì đó, đây go pay, gõ số 5. Là tôi chạy đến trang số 5. Rồi nhấn go này. Đó, thấy đến trang số 5 chưa? Trang này trang số 5. Tôi đánh dấu chữ nó màu đỏ đây, mình chắc ăn đi ha. Để mình biết trang số 5 màu đỏ. Và tôi đặt một cái bookmark ở đây. Tôi đặt một cái bookmark ở đây. Ở khu này. Đối với người dùng là không cần biết, nhưng mà đối với kỹ thuật người ta đặt cái bookmark thì ở đây nó có từ insert. Insert là chèn. Và thầy đặt một cái bookmark ở đây. Đây là cái bookmark. À, vì thầy đặt tên đây là AAA cho đặc biệt các bạn nhé. 4A5A cho đặc biệt nhé. Và các bạn phải đặt cho đúng tên nghĩa của mình nhé. Đặt cái cho đặc biệt thì add một cái. Rõ ràng thì đối với người dùng thì bây giờ có thấy cái bookmark ở đây không? Không, đây là trang số 5. Thầy cần chuẩn G. À, đến trang số 10 thì gõ số mấy? Số 10. Ok. G là go. Đến trang số 10 này thì lúc này thầy gì đấy?
thầy cho nó màu xanh nha, thầy cho nó màu xanh, chữ màu xanh, chữ này màu xanh để mình thấy đây, và hãy đặt nó ở ở đây cũng được, hãy ngay trong đám màu xanh cũng được, không sao cả, chỗ nào cũng được tùy. Rồi thầy đặt một cái bút mạc tiếp, insert một cái bút mạc, bút mạc thầy gọi là BB, thầy add, thầy gọi là BB, BB, add cho đặc biệt ha, ok. Rồi như thầy có hai cái bút mạc, một cái ở gì đấy, ở trang số 5 và một cái ở trang số mấy, trang số 10. Bây giờ cần chôn home để thầy về đầu văn bản. Nếu mà các bạn nhấn không được cần chôn home thì các bạn nhấn thêm cái phím function nha. Rồi bây giờ thầy đang đọc văn bản đây, điện tử, thầy gọi xem chi tiết mô hình. Đây, thầy nhấn là xem chi tiết mô hình, nhấn vào đây, nhấn đây, ai thế thì nhấn đây, thầy nhấn quét cho nhấn đây nha. Rồi bây giờ lúc này thầy chèn một cái gọi là link, bookmark thì nó có link, có thầy gọi là link, còn có máy các bạn có thể nó gọi là hyperlink nha, có thể gọi là link là liên kết, tính về là liên kết nha. Tùy theo cái phiên bản mà cái tên nó khác nhau các bạn nhé. Thầy gọi đây là liên kết, hình như trong bài này nó gọi là hyperlink như gì đây này. Nó không nói từ hyperlink. Rồi đây thầy nhấn link ha, nhấn vào link, quét khối này nha, nhấn link này, liên kết thì nó bảo liên kết đến đâu, liên kết đến cái email hay liên kết đến cái gì đây, thì tôi liên kết đến cái exciting file, là liên kết đến trong file nha. Mình có thể liên kết đến trang web, liên kết ngoài file, trong file, ngoài file, vân vân. Tôi liên kết đến cái exciting là cái trong file, và tôi chọn cái bookmark, tôi chọn cái bookmark, và bookmark tôi chọn là A, tôi chọn là A, nhấn OK. Rồi tôi nhấn OK. Rồi cái này nha, bây giờ tôi đọc cái này, mở mở đây, tôi ví dụ ghi đây, mở xem mô hình trang trại nhá. Đây mở xem mô hình trang trại, đây quét nguyên cái đoạn này, ví dụ thế tôi lại tạo một cái hyperlink. Rồi tôi lại vẫn chọn đây ha, tôi chọn bookmark, tôi chọn đến cái B. Ok. Như vậy bây giờ đến người đọc nha. Rồi đi. Người dùng thì không biết gì đúng không? Nhưng mà người ta đọc là đến đây này, ta đưa chuột đây này. Thế bắt đầu ta nhấn Ctrl thì các em thấy ra bàn tay không? Sau đó bảo lên cái chữ link, Ctrl link to follow link đi em thấy không? Đấy, nó hiện lên chỗ này này. Đấy, đưa Ctrl, nhấn Ctrl đưa chuột, nhấn Ctrl đưa chuột đây nó hiện lên, xong nhấn Ctrl click một cái. Đó, nó chạy trang số 5 chưa? Cái A này em thấy trang số 5 đúng chưa? Đúng chưa? Chạy về vào văn bản lại. Vậy tôi muốn đến trang dưới á, thì tôi sẽ nhấn gì đấy? Tôi nhấn là tiếp tục đây, đưa chuột đây, nhấn Ctrl click một cái. Như vậy các bạn hiểu hyperlink và bookmark chưa? Đó, thì lúc điện tử nó làm như vậy. Đó là cái Ctrl hyperlink và bookmark. Thì trong bài chúng ta thì nó bảo chúng ta chọn cái thế bồ còn tiên này, chèn liên kết mỗi từ ưu tiên này. Đấy, thì thầy mở cái bài này là bài 2 ra rồi. Ai thì mở chưa? Ai đây? Thì rất may là nó đã tạo bookmark rồi, nó chỉ bảo ta link thôi. Thì nó bảo mở cái thế bồ còn tiên này. Rồi em nhấn vào đây thì nó chạy đến cái mục của nó, thì em quét khối này, nó tạo bookmark rồi nha. Mình không tạo nữa, mình quét khối này. Đây là new electronic favorite ha. Thì ở đây chúng ta sẽ vào cái insert. Nó quá thì đang gán đi vệ sinh, mấy bạn này yếu thận thế nhỉ. Rồi nhấn insert ha, nhấn insert ha. Rồi đây mình chọn đây đấy, cái exciting, xong mình chọn bookmark. Thì ở trong này nó có nhiều lắm rồi, thì mình chọn cái là new, đây cái này đúng không, đó cái này đúng không, nó là new electronic favorite. Đây chọn ok. Rồi ok nha, ok một cái, ví dụ cái này tiếp, ví dụ cái này nữa. Rồi cái gì đây, wide by wingtip này, thì mình sẽ chọn vào gì đấy, insert chọn bookmark, hyperlink. Rồi mình chọn đây, rồi mình chọn bookmark, rồi mình chọn đến wide by đâu rồi, thấy chưa, đây cái này đúng không, đó cái này ok. Rồi ok, rồi bây giờ mình muốn đưa nó thì mình nhấn để đây, mình nhấn Ctrl mình gì đây, Ctrl mình click chuột một cái. Đó, nó chạy tới là thế kia. Thấy chưa? Đấy. Và bây giờ thầy muốn tới nữa, tới đây cần chôn lít chuột. Đó, thấy chưa các em? Cái lớp cả lớp hiểu bài cho đó.
Nó lại bảo tiếp, bây giờ tôi lại chơi cái trò là tôi chạy đến trang web, thì thầy biết cái trang web này của mình nó không có hoạt động. Thầy ví dụ trang web của trường mình đây ha, trang web của trường mình là gì đấy, à, cái đây vui rồi đây ha, giờ của cái UH này đúng không? Thầy copy cái trang web này, copy link trang web này, copy ha, copy. Nó bảo ta là gì đây, nó bảo ta vào cái chỗ trang web này hiệu chỉnh cái này để chạy đến cái trang web này, đơn giản thế thôi. Đó, đọc đề nó thế. Đây thì tôi sẽ vào cái chỗ trang web nằm ở cục trên này, nằm đây web rồi. Thế này, thay cái này đi ha, thay cái này đi kia, cái này là trang web này thì không thấy nó không chạy rồi. Tôi ở đây thì tôi mới đưa vào, thì các bạn insert cũng insert, nhưng mà bây giờ các bạn không có gì đấy, bạn phải quét quét cái khối này đó. Ví dụ là log on này, trang web, trang web nhá, còn trang web này thì các bạn chọn vào cũng hai link này, nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn vào cái web này thì mình đưa cái unread chứ không có bức mạc nữa. Unread thì cái hồi nãy mình copy rồi, đưa cái trang của mình, trang trường mình đây đúng chưa, UH này, nhấn ok. Nhưng mà trong đề nó nói thêm cái là mình tạo ra cái target new window này, bình thường như vậy là đủ rồi các em, nhưng mà muốn new cái target window thì trong bài nó có nói cái này thì mình chọn đây thêm cái target frame này, và nó bảo chọn mình cái new á, mình chọn cái new window này thì nó ra cửa sổ khác thôi ha, ok ha. Rồi ok nha, nó là cái tên này, và test to display trang web trường tôi đây, trang web trường tôi, cái mà là cái hiện ra nha, trường tôi, trường tôi UH nha. À, ví dụ vậy nha, cái này là cái display là cái hiện ra, ok ha, ok đó, trang web trường tôi UH đúng không. Bây giờ mình kích chuột đây này, phải cần chuột này, thì đóng cái trang web đi, đóng cái chỗ này đi, đây đóng đi ha. Thì chỗ này sang đây, à, các em cái này hôm trước thầy dạy rồi nhá, Antares qua lại các cửa sổ này nha các bạn nhá, thầy dạy các bạn rồi đúng không, đúng rồi, Antares tab á, rồi Antares tab qua lại, rồi bây giờ kích chuột đây thì cần chôn thì lích chuột này, cần chôn thì lích chuột cái, đó nó chạy ra trang web mình, đúng không em? Có nghĩa là tôi đứng tuổi đấy, tôi liên kết ở trong cái file của mình và tôi liên kết đến cả trang gì đấy, trang web, và đến cái chỗ này tôi lại liên kết đến cái gửi thư, đến cái gửi thư, ví dụ gửi thư đây, chép cái này cho nó nhanh ha, muốn chép ừ. Muốn chép cái này á thì các bạn theo file, các bạn theo home này thì chọn select test này, em mới chép cái này được đây. Chép cái này cần Ctrl C. Rồi bây giờ tôi muốn đưa nó vào thì chỗ này á, trong cái văn bản này các bạn đến cái chỗ mà mail á, đây đây thì đây nó làm rồi, các bạn xóa đi, xóa đi. Rồi bây giờ dày bảo mail đến mail của tôi á, đúng chưa, thì các bạn sẽ lại gì đấy, à, cái gì đấy insert xong chọn cái link này, nhưng mà hôm nay mình không phải chọn đây nữa mà mình chọn vào cái mail, bảo mail đến đâu thì mình bảo mail đến cái địa chỉ mail này của tôi đây, ví dụ dày thì cái display nó hiện như này, các bạn có thể sửa lại, đây là mail này của bạn gì đấy, mở ngoặc ra thu trang ví dụ vậy ha, có nghĩa là à, cái mail này nói rõ đây là cái bạn của bạn thu trang á, nhá, thì đúng là phải thu trang với tên này kệ đó, nha. Rồi cái subject thì mình ghi vào trong bài nó bảo subject gì mình ghi vào, ví dụ đây là báo cáo tốt nghiệp ha, ok, rồi ok nhá, ok, đó nó hiện như này, hiện cái mail này của thu trang và cái subject của nó, ai à, mình muốn đưa đây mình nhấn Ctrl mình click chuột cái, thế là nó bảo gọi cái cơ sở mail là nó hiện lên cho mình giải quyết như thế. Đó là tôi vừa chỉ các bạn là liên kết đến cái gì đấy, đến trang web này, tại ở trong văn bản này, đến các table này, rồi đến cái gì đấy, cái trang web này, à, đến cái mail này, đúng chưa, rồi đến cái câu này nó bảo là chạy go to thì mình biết rồi ha, go to đến đâu thì biết rồi ha. Đó, à, contact này, à, nó bảo cái khúc này nó bảo mình tạo bookmark này, bookmark thầy chỉ rồi đó, khúc này là thầy tạo bookmark hồi nãy rồi, A, B, B đó, để các bạn làm được khúc này,
Go to này cũng go to được nha, go to đến trang hoặc đến section hoặc là đến cái gì đấy, cái hồi nãy thầy go to á, đây ví dụ là cần chuẩn gì đây, cần chuẩn G này là mình go to đến pay hoặc đến cái bookmark thì nó sẽ có bookmark của mình, đấy thầy tạo rồi à, không cái này mới có, cái bên này đấy thầy tạo bên này à, cần chuẩn G này à, thì bây giờ thì go đến bookmark thì nó có A, B, B này, các em thấy không, như là go đến trang hoặc bookmark thì tùy các em. Như vậy là cái bài này các bạn làm đủ năng lực làm ở đây chưa, đủ năng lực làm ở đây chưa, thì cái khúc trên thì các bạn chỉ cần giảng cho biết thôi, các bạn làm từ cái bài này trở xuống nha, từ cái bài số 2 này trở xuống nha, lúc trên là mình thầy giới thiệu các bạn để biết cách làm thôi, mấy những cái phím nóng mà các bạn cứ tập làm dần cho nó quen nhé, còn mấy cái phím mở đóng nữa thì mới có thể đưa tìm phím nóng tiếp vào, ok chưa, qua nào gì không, giờ làm được chưa, rồi nhà máy các bạn làm ha.